đi Sega mọi dòng xe em đều có làm hết, làm ít làm nhiều em cũng làm luôn. Ví dụ vấn đề đơn giản nhất, hết bố thắng thay bố thắng em có thay, nhưng em trai này là đang sử dụng AB125 đời đời này là đời đèn led luôn rồi nha các bạn. Cái đầu vuông vuông nè, AB của mình nó nhiều đời lắm, hiện tại giờ là bắt đầu nó đã có từ 110 đến 160 cc luôn rồi, rất là nhiều đời. Thì chủ xe muốn bảo dưỡng lại toàn bộ cục máy, là giống như là sẽ mở ra hết giòn, lòng, bích tông, bạc, phốt bơm nước, nồi, niêu, và em sẽ vệ sinh hồng xăng kim phun rồi cho chủ xe luôn. Thì các bạn biết sao mà chủ xe nó quyết định chuyển máy không? Cách đây rất lâu, nhỏ nó có hỏi em làm nồi nha, mà em không thấy nó làm. Các bạn coi nè, cái máy là giờ em tháo ra, bắt đầu em chỉ thì em vừa bắn cái nồi ra, bố em thấy cái gì dị vật lạ, kêu là dị vật lạ nè, em rớt bố luôn đó. Coi nè, đó, rớt hết ba bố luôn nha, một nè, hai nè, ba nè. Mà hiện tại đây mở ra thấy có một miếng này à. Ừ, đó. Rồi thì giờ bắt đầu em sẽ chỉ ra từ từ. Để quay cho các bạn coi ha. Ác dên xét hết. Không biết đi vô nước vô gì hư đầu dên hay không. Bây giờ máy của xe AB125 WNK em mở ra ha. Thì đầu tiên á, có thể là xe này đi ngập nước đồ bên bộ phận nồi hay gì đó, thì dên nó xét nè. Bây giờ mình sẽ thay bật đèn dên lại cho chủ xe. Về phần lòng đồ á, thì mình sẽ gỡ ra vệ sinh sạch sẽ hết và mình coi thử là còn xài lại được không. Nếu không xài lại được thì mình mới sấy đó, lên có một. Còn nếu mà xài lại được mình sẽ thay một bộ bạc ít tăng đa thôi, chứ không phải là mình sấy trái ha. Mình sẽ tùy vô trường hợp mỗi xe. Còn xe đi lâu nè, các bạn thấy nè, lên nhớt luôn nè, đó, chảo đầu nó ướt rồi các bạn. Rồi á là mình sẽ sấy xúc bắp, thay phốt xúc bắp và phân sạch sẽ đồ hết. Phần nồi này là trên xe này là hư nặng nhất thôi, dây cura đồ cũng đứt đô đô, nặng dây cura lên anh đi đó, dây cura đồ nứt hết rồi. Thì chắc lâu lắm là chủ xe chưa vệ sinh lại. Về phần họng xăng kim phun á, mình cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ luôn. Rồi đó, thì đây là chi tiết đồ tháo ra ha, và mình sẽ làm lại hết toàn bộ mặt nhôm mà mình sẽ thay mới nè. Vệ sinh sạch sẽ xong, chi tiết máy dành cho xe AB125 bảo dưỡng toàn bộ. Thì nếu mà các bạn để một cái xe như vậy hay không á, các bạn thay bích tông bạc không, hoặc là các bạn làm đầu không, về vấn đề xe các bạn chạy ra khó rồi á, thì rất là đỡ, tiết kiệm chi phí. Nhưng mà khi các bạn đã đại tu toàn bộ máy vậy nè, thì các bạn sẽ thấy giống em ở đây sẽ rất nhiều vấn đề cần xử lý. Và nó sẽ không chỉ là những vấn đề mà về phần máy không, giúp chiếc xe của mình mà để vận hành an toàn hơn, trơn tru hơn và êm ái đầm, không rền không đồ nữa. Thì nhiều yếu tố, ví dụ như là bốn cục cao su đó, ở camera quay vô là về độ an toàn, hoặc là bánh sau nè, các bạn sẽ thấy là mình sẽ xử lý đóng tăng bu với lại thay bố thắng rồi nữa. Rồi đó là phần ở ngoài. Đầu mời camera quay vô đây giùm mình. Ở đây các bạn sẽ thấy là về phần lốc máy nè, nó sẽ tốn thêm một cái giai đoạn là lốc máy này các bạn sẽ phải rửa. Như em này, em vệ sinh toàn bộ sạch sẽ hết toàn bộ chi tiết trong phần lốc máy này, cả hai bề mặt lốc ha. Và những cái cục cao su mà lúc đầu em quay cho các bạn là 1 nè, 2 nè, 3, 4, thì nó là nó nằm ở trên lốc máy này của mình. Thì khi các bạn làm đầu lòng đồ, người ta không kéo máy ra đi thì có thể là người ta sẽ không thay những cái này. Khi em làm là em sẽ thay luôn, cái đó là về phần lốc máy. Rồi tiếp đến đó, về dơn nè, dơn ở đây thì đó, các bạn sẽ thấy là em vệ sinh toàn bộ cái dơn sạch sẽ lại hết 100%. Em thay một cái mặt đạn, hai cái mặt đạn là của em và tay dơn là của em đó. Rồi mời camera tới nè, thì mặt đạn em thay là của Nhật luôn, nó là NTN mặt đạn Nhật. Dơn các bạn thấy hồi bữa là nó xét cốt hai đầu rồi hết, thì giờ mình vệ sinh toàn bộ lại sạch sẽ hết thôi, sẽ đảm bảo lại độ an toàn cho chủ xe. Xe ga thì phần bụng máy chính của nó là nó chỉ có cây dơn thôi, nó không có số má gì cũng đó hết. Nhưng mà mình tạm gọi đi, giống giống như bộ số đồ hoặc là cái chi tiết nó giống nhông đồ nè, nhiều nhất là gì ở phần sau, và nó sẽ có bạc đạn ở sau luôn, là phần láp, hú láp, xào láp, là phần ở sau này hết. Thì những cái xe anh em đi mùa mưa mà vô tình gặp phải ngập nước hay gì đồ thì nó rất là dễ hư bạc đạn láp, hoặc là rất dễ là bị hú láp.
Thì ở đây là em sẽ gỡ ra em thay bằng mặt đạn NTN. Em thay mặt đạn láp NTN cho chủ xe ha. Và em sẽ không thay láp, bởi vì láp này bữa em chạy thử rồi em thấy láp này không hú, cho nên là không cần thay. Về phần lồng nè, ở đây là một cũng đây, các bạn có thể thấy là ở đây là cũng là một trong những cái mà tiết kiệm lại chi phí chủ xe là bít tông rồi nè. Em sẽ để lại Xtanda luôn, em không lên cốt 1. Bởi sao? Em thấy là cái lưng bít tông còn rất là đẹp, nó còn đảm bảo được cái độ an toàn, thì em sẽ thay lại để cho chủ xe là một bộ bạc hãng thôi. Đó, em sẽ thay một bộ bạc hãng. Đầu hôm qua các bạn thấy đóng khói đồ rất là nhiều hơn, thì bây giờ là mình vệ sinh lỗ xăng, lỗ bô đồ sạch sẽ hết 100%. Sấy số bắp rồi chỉnh miệng, thay phốt số bắp hãng nè. Ốc tán chích co hãng lại cho chủ xe. Cam còi thì trên xe chưa hư, mình để mình xài lại. Đó. Rồng chân, rồng wheel lock là mình thay mới. Và đầu là phần nồi là sẽ nhiều nhất, phần nồi là em sẽ trả về lại phần nồi zin. Phần nồi ở đây là em sẽ trả về lại phần nồi zin nè. Em xài bố cái kèn zin luôn. Hai mặt nhôm nồi zin, dây cora zin. Bu ly này là mình sẽ tháo ra toàn bộ giống dây, mình thay Sinfos bu ly hãng. Sau này hãng nó đóng là Sinfos bu ly này nó đóng 10 cái vô thành bịch, cho nên là sẽ không còn từng bịch giống như cái viên bi bu ly kia đâu ha. Bi bu ly kia thì hiện tại là vẫn là từng bịch đó. Nhưng mà cái xin là bắt đầu nó đóng 10 cái vô 1 cái rồi. Ron nồi có một cái mà mắc tiền mà đặc biệt khác lạ nhất ở trên chiếc xe AB này nè, là cộng xin nắp chao. Và nếu anh em nào mà làm nghề á, thì anh em sẽ biết cái điểm lợi hại trên cái xin nắp chao của những cái đời này. Lý do tại sao các bạn biết không? Đây, camera vô đây. Cộng xin này á, mình nói với các bạn luôn á, là nó gần 700.000, nó 690.000 á, đại khái là 700 rồi. Các bạn thấy cái lỗ này không? Lỗ này lỗ bơm nhớt nha các bạn. Và cái trường hợp lỗ bơm nhớt này nó cũng đã dợt rất nhiều anh em thợ. Không phải mà hãng tự nhiên người ta làm ra một cái nắp nhựa như vậy và có một cái lỗ gì đâu. Đó, cái lỗ này nó sẽ đi xuống đây nè, đi xuống phần này nè. Nè, hơi nè, xuống đây luôn nè. Và cái này là nó như là một cái bẫy nhớt ở trong đây á. Nó vẽ sơ đồ luôn nè Phát. Đó, bẫy nhớt á, đó, nó vẽ sơ đồ trong đó. Để mà thông hơi ra được mà nhớt lại không phịch ra nữa. Đó, rất là hay. Cộng sinh này nè, mắc tiền lắm nha. Và tại sao thay sinh, sinh này cũ á, là đi lâu các bạn, nó chai. Dùng từ là nó chai cứng, cộng sinh nó rách cộng sinh rồi. Nếu mà mình không có phát hiện ra những chi tiết này nè, đó, nó rách nữa, nó chai nữa, thì vô nó xì nhớt hoài. Đó, các bạn thấy chưa? Mình kiểm tra vấn đề rất là kỹ. Rồi bắt đầu 4 tháng sau mình thay 4 tháng mới nè. Bật đèn, dây cura, sinh cam, cầm bu lê, cầm bơm nước, nguyên cầm bơm nước mới luôn. Mình sẽ thay nguyên cầm bơm nước mới. Hai mặt nhôm nồi. Toàn bộ Ronford chính hãng hết. Ba kẹp trượt. Ác nồi luôn. Ác nồi, ác tâm, đô, ác nồi rồi. Đó là ác nồi bị xét hôm qua các bạn. Ác bít tông là cái này. Tại vì khi thay tay dân mới là phải thay ác bít tông mới ha. Rồi cảm ơn các bạn. Vậy giờ tiếng Anh mình ráp. Hôm nay là ngày em hoàn thiện ráp máy nè. Thì bắt đầu bây giờ em sẽ mở ra em đo áp bơm xăng rồi luôn. Để thay lọc xăng. Lọc xăng nằm đây các bạn. Thì muốn thay được cái lọc xăng này là phải mở hết cái áo về ra nè. Mới thay được cái lọc xăng nha các bạn. Đó, với lại em thay lùi dưới chủ xe đi cung bở. Em sửa chữa xong xe bên trong 25, làm máy lại, thay hai bàn phản bánh, làm nhẹ dây ga. Bây giờ là mình sẽ tiến hành chạy rô tay, canh chỉnh lại cái phần nồi, kiểm tra máy móc hoặc thử nó ra máy hay không. Đó, cho xe này bơm xăng rồi em thay hết rồi, coi như là hoàn tất á. Thì tối nay em sẽ giao xe chủ xe về ngã tư Quốc xã, chủ xe Bình Tân luôn các bạn. Ngay nhà em, nói chung anh em nào Bình Tân, Hóc Môn, quận 12 đồ á, muốn làm xe mà làm biết thì xuống tiệm em mới có nói em. Thì cùng nhau rồi tính. Em dụ như em này, em chạy về ngã tư bốn xã xong rồi em trai chạy ra lấy nè. Chào các bạn, xe B mình bảo dưỡng xong thì giờ là mình sẽ tiến hành giao giờ lại cho em trai. Làm nhẹ dây ga nè, kiểm tra 4 tháng sau nè, thay 4 tháng sau nè, bảo dưỡng chi tiết full phần máy. Đó, thì giờ bấm lên là máy đã nổ lại rồi. Êm ái, cao su máy, cao su chi gấp luôn, thay hết. Đó, và chủ xe có yêu cầu em là thay hai mặt đạn bánh trước với lại một cái lường dưới nè. Lường dưới này chủ xe đi cung bị bở thì em có thay lại. Máy móc còn nổ ôm đu hết, kiểm tra áp suất bơm xăng, lọc xăng, thay lọc gió cho chủ xe. Các bạn đi xe ga thì nhớ những cái các bạn rất là dễ thay nè, nhớt máy, nhớt láp,
lọc gió, vệ sinh hồng xăng kim phun, bu ri, những cái đó các bạn kiểm tra thường xuyên á là xe các bạn lúc nào á nó cũng tốt hết đó. Và nhất là nhớ những cái xe ga khi các bạn đi 1 năm đầu 2 năm đầu có thể là các bạn không quan tâm nó, ít bảo dưỡng không sao hết, nhưng mà qua thời gian 2-3 năm á thì tới lúc đó là bạc bắt đầu nó mòn, nó sẽ hụt nhớt đồ nhiều. Thì khi mà hụt nhớt, nhớ thay nhớt định kỳ khoảng cỡ 1.500 cây là thay, hoặc là thăm nhớt, dùng cái ti thăm nhớt thăm là chính xác nhất để mà xe mình luôn trong tình trạng là đủ nhớt, không bị lột dên, không có bị mài mòn nhiều. Và vệ sinh nồi cũng vậy, vệ sinh nồi các bạn vệ sinh định kỳ khoảng 5.000 cây 10.000 cây rồi các bạn vệ sinh nồi, thì lúc đó các bạn sẽ mở ra thấy được hao mòn trong bộ nồi của mình, cần thay thế lẻ những món nào để các bạn xử lý. Chào anh em, hôm nay là mùng 8 Tết. Đó, xe mẹt đổ tới chở em đi á, đi đâu em chưa biết. Rồi bảo dưỡng kiểm tra định kỳ Vision, mua 6 năm tới giờ chưa làm bất cứ gì hết. Nghe cái Hải liền, nói giỡn bà, anh nói thiệt á. Thì các bạn coi nè, thì mở ra tình trạng đồ là chắc chắn là sẽ như vậy đó các bạn. Đầu tiên nè, đó, cái này kêu là gì, Sinford Bully. Thì khi Sinford Bully này nó hư, nó sẽ ọc nhớt ra giống vậy đó, bắt đầu nó trào nhớt, trào bỏ bờ ra. Rồi thì bây giờ là em sẽ tiến hành thay Sinford Bully và con lăng Bully trong. Cái thứ hai nữa là bạc đèn Bully. Đó, còn các bạn coi nè, mòn bố nồi là sao, các bạn thấy bố nồi này mòn hết. Nó mòn là, ví dụ là cái này phần này nó rất là mỏng, nó như bố thắng vậy á. Bố thắng nó mòn sao thì cái này bố nồi của mình nó cũng mòn vậy, để cho các bạn khách hàng dễ hiểu á. Rồi chuông cháy nè, chuông cháy tím nè. Còn mặt nhôm nồi thì hư bấy. Các bạn nhìn bề mặt này bắt đầu nó khuyến lõm phần này, nhưng mà phần dưới này nè, toàn bộ chén bi, cánh quạt đồ hư hết. Hư nặng luôn hơn, dây qua ra là đứt luôn. Đó, hết mí luôn, ác nồi hư. Và bi nồi nè, bi nồi là thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây, bạn thấy mà nó móp là không phải là nó móp một rãnh nữa, mà nó móp nhiều rãnh luôn ha. Đó, và ác nồi xét, ba kẹp trượt đồ hư hết. Thì bây giờ phần nồi này là mình sẽ thay toàn bộ, chỉ có hai cái này kêu là hai mặt poly mình không thay thôi. Còn lại quậy mà lấy mà gỡ ra kiểm tra mà nó hư luôn rồi, bắt đầu báo sao nữa. Rồi thì bây giờ cho phép em tiến hành gỡ ra. Ở đây lọc gió nè, em gỡ ra lọc gió này mới thay thì không cần sửa chữa, nhưng mà các bạn coi nè, trên bề mặt này lát mình phải làm vệ sinh lại. Toàn bộ nhớt ở đây nè là bắt đầu nổi ra nè, rất là dơ. Quay ngang xe cái đâu đó, quay đó. Rồi bạn thấy không, rất là dơ. Và mình sẽ vệ sinh là hồng xăng nè, to xăng nè, kim phun nè, cho chủ xe và xúc dây ga lại. Mình không có bắt chủ xe phải thay sợi ga mới trừ khi nó đứt thôi. Mình sẽ để nhân viên mình xúc rửa vệ sinh lại để tận dụng lại sợi dây ga, các bạn không cần phải thay mới để tiết kiệm chi phí. Những cái phụ tùng hư sẽ bỏ, còn đây là những phụ tùng ở trên xe còn xài được sẽ xài lại cho các bạn. Đây nữa, và đây, cái này là cũ trên xe đã mòn, đã hư, tận dụng lại, fix lại để mà xài tiếp. Rồi thì bây giờ bắt đầu vô là mình sẽ bắt đầu giới thiệu nè. Hai cái này là mình sẽ không sửa chữa gì trên hai cái này hết. Hai cái này kêu là cái gì, hai cái này kêu là hai bully. Thì xe này chưa tới mức hư hai cái bully này, cho nên là em sẽ để hai bully và là xà trụ lại xài cho khách hàng của mình. Rồi là một, thì ở trên bully này nè nó sẽ có những cái này màu đó, giờ có thể là các bạn ít thấy, mời camera vô đây. Ở đây là bi lăng. Bi lăng là cái gì, là nó những cái viên bi này nè các bạn. Thì bi lăng này và con lăng nè nó sẽ hư, nếu các bạn đi quá lâu nó sẽ móp bi, nó hư bi thì mình sẽ thay con lăng. Rồi tiếp nữa, hồi nãy lúc mà em đã ra em có quay cho các bạn là cái mặt trên này nó bị xì phốt. Thì đây là những cái phốt, và đóng những cái phốt này vô phải đúng kỹ thuật nha các bạn. Khi các bạn muốn đóng những cái phốt này vô thì phải cần có đồ nghề để đóng, để nó không cắn phốt, nó không có bị dập môi dập lợi. Dập môi dập lợi là sao, cái phần này nè, đây là cái phần mà các bạn sẽ thấy kêu là cái môi của nó, hoặc kêu là cái lợi của nó, thì nó rất là mỏng và nó là có một cái phần tôn. Các bạn bỏ vô nó cắn phốt nó cũng sẽ xì nhớt ra, hư phốt nó cũng sẽ xì, cho nên là các bạn vô phải khéo và phải cần cái đồ nghề chuyên dụng để mà vô nó an toàn nhất. Tiếp đến là mở bò bu ly. Mở bò bu ly này là để mình vào trong đây, ở trong
Bộ nồi các bạn đừng nghĩ là nó không có mỡ bò nha. Ở trong bu ly nó sẽ có mỡ bò nhiều nhất. Và mỡ bò ở đây em sử dụng là mỡ bò chính hãng Honda. Rất là nhiều anh em lên tranh luận về vụ mỡ bò này kia, thì anh em sẽ xài người xài lộ này, người xài lộ khác. Còn em xài đồ hãng thì sẽ khỏi tranh luận gì hết, khỏi nói là bao nhiêu độ là nhiệt độ nó nóng chảy hay này kia. Bởi vì cái này là trong hãng Honda người ta sẽ xài để chét vào này. Còn nhiều anh em thì xài mỡ bò thị trường thì nó sẽ bị chảy ra, nó không đủ nhiệt đủ đồ. Đó thì thôi, giờ tranh luận chim vô hãng mua bò hãng là xài là xong rồi, đúng không? Đó. Rồi còn này là nồi, nồi ở đây thì em thay lại bố dinh. Vì các bạn thấy em thay lại thì bố nó sẽ rất là dày hơn rất là nhiều. Cũ thì nó mòn bố đó, và chu này mình cũng sửa lại, mình xài lại được cho chủ xe. Em thì em xài bố dinh là nhiều. Còn những cái xe nào mà thực sự khó chịu thì mình mới xài qua bố hãng. Rồi ở đây là phốt dơn nè, các bạn thấy là phần lốc máy. Phần lốc máy ở đây là em đã vệ sinh sạch sẽ lại cho chủ xe toàn bộ hết ha. Đó, và em sẽ thay phốt dơn ở đây bởi vì nó xì nhớt ra luôn rồi. Cái này kêu là phốt dơn nè. Thì em sẽ thay phốt dơn ở đây. Và phốt dơn này cũng như hai cái sinh nãy cũng vậy, phải đóng vô rất cẩn thận chứ không là bắt đầu nó cắn cái phốt. Đó, thì nó sẽ cũng xì nhớt luôn ra. Phốt dơn. Ắc nồi. Thì tại sao mà hồi nãy em nói ắc nồi hư? Các bạn coi nè. Đó, ắc nồi này là nó khuyết nó xét luôn. Thì khi mà mặt nhôm nó ra đi vô á, nó sẽ không có mượt nữa. Ví dụ cái gì cũng vậy, nó phải có chất bôi trơn hoặc là nó nhão nó đồ đó thì nó ra vô nó ngon lành. Đó thì ở đây á là mình sẽ thay lại một ắc mới và mặt nhôm mới. Đó. Nè các bạn thấy nè, mặt nhôm mới và mặt nhôm cũ nó bị khuyết rất là nhiều. Thì khi các bạn xem clip của em sẽ giải thích tường tận phụ tùng này em sử dụng là phụ tùng gì, chính hãng Honda nè. Và khi mà em ráp lại em sẽ canh chỉnh lại cho các bạn dựa trên đồ dinh đó để cho các bạn chạy nhẹ nhất, mượt mà nhất có thể. Đó. Rồi thêm cái nữa là ví dụ như là cái này là cánh quạt đi. Đó, cánh quạt này nó khuyết nè, cái đường rãnh này nó khuyết rất là sâu. Thì mình cũng sẽ thay cánh quạt luôn. Còn bộ bi em sẽ so sánh với các bạn, bi thì em không có sử dụng bi hãng nha. Em nào đó giờ xài đồ gì em sẽ nói đồ đó. Những cái phụ tùng chính hãng thì các bạn thấy có chữ Honda là các bạn biết chính hãng rồi. Còn bi là em sử dụng là bi Bando. Và đây kêu là móp bi. Các bạn thấy là nó móp nó mất luôn. Đó. Còn đây là bi mới thì nó sẽ tròn do, bi thì nó thành tròn. Đó, thì cái này là móp khuyết rất là nặng. Rồi. Và dây Cora. Dây Cora thì ở đây anh trai này chọn cái thời điểm này bảo dưỡng là thấy cũng là gần như là phù hợp đó các bạn, bởi vì dây Cora nứt té quá nhiều. Còn dây mới thì nó sẽ không có bị ha. Đó. Và dây Cora trong hãng thì nó sẽ hiệu gì thì mình sẽ quay cho các bạn luôn. Dây Cora hãng nó vẫn hiệu Bando. Đó, rất là tốt. Cho nên tại sao các bạn thấy em lựa chọn bi nồi Bando là vậy. Rồi, thì bây giờ em xin phép là em tiến hành em ráp hết để anh cha này về xong chuyên mục là vệ sinh xe Honda ở đây. Thì xe này em làm nồi như vậy và em sẽ ga bột tay đó, làm đồ lại cho chủ xe nhẹ nhàng đồ hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.